Nhóm thông nữ miền Tây mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì Ngân rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đại diện cho một vị mạnh thường quân, đó là chú Patrick Lê, để mà đến thăm hoàn cảnh gia đình của em Mỹ Lệ. Thì chú có muốn là gửi một cái phần quà để mà gửi tặng cho em, dành vào cái việc đó là trang trải cuộc sống và lo cho cái chi phí ăn học của em. Và bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà để mà thăm em cùng với bà nha. Dạ, con chào bà, con chào ông. Dạ. Chào Lệ. Dạ. Dạ. Để cho tôi ngồi, con nghỉ giờ mới được. Dạ được, bà không sao đâu. Nghỉ giờ đâu, cũng không được. Dạ, à, cái chân của bà là hồi trước bị sao hả bà? Nhức khớp mà không hay nè. À, bị nhức khớp. Ừ. Dạ, rồi bây giờ mình có uống thuốc gì không? Uống chừng nó hết hết, nó bớt đau là nữa. Ờ. À. Nhỏ này thì nó ấy hoài, nó mẹ bà ngoại đau hoài. Đi học mà không ai ở nhà, cơm nước ăn uống đi chợ, tôi gán bò tôi đi không à. Dạ. Có nó đâu, nó nói thì nó đi, còn nó đi học đâu có đi được. Dạ. Còn ông thì sao vậy, là sức khỏe của ông tốt không ông? Tôi cũng bệnh gầy gầy mà. Dạ, bệnh gầy gầy ha. Dạ. Dạ, rồi dạ, mình có làm gì không ông? Không có mần gì đâu, có không gì tiếp thôi là cái thuốc nam rồi dưới viên đài chứ không có mần. Viên đài đó không tiếp rồi thôi chứ không có mần gì được, tay bệnh đó. Dạ. Dạ, rồi ông bà thì lớn tuổi rồi, cộng thêm trong người có bệnh nữa, không có đi làm được đó, thì không biết là cái phần tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình từ đâu mà có không bà? Tôi thì tiếp làm thuốc nam này kia, rồi bên đồng đạo cũng cho gạo ăn. Dạ. Chứ không có... Nhờ cũng mấy cô cũng cho nó là cái tiền có rồi đó, đưa cho bà ngoại mượn, cho ngoại mượn đi, để ngoại mua thuốc uống. Ừ. Nữa mà con có cần gì ngoại trả lại. Ừ. Chứ đâu có mần gì đâu. Thôi bà ngoại hỏi trả cho bà ngoại mà mượn cho bà ngoại trong nhà. Bà không có tiền thì đưa bà ngoại chứ con không mượn, không cho bà ngoại mượn. Cô nghĩ gì đó là mình trả cho nó đóng mà chi cho người ta. Dạ. Đâu có mặn cái tiền đâu. Dạ. Nhờ mấy cô với chú này là cái gì đó cho. À, không biết là Lệ ở với bà từ hồi năm Lệ bao nhiêu tuổi hả bà? Mấy tuổi rồi khác. Mới đẻ 3 tháng. Ba dạ. Tháng bây giờ đó. Tính tháng là cũng mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Dạ. Đẻ 3 tháng là tôi nuôi luôn tới giờ, mẹ tôi mặn ngoái tới giờ luôn. Có chồng dạ. Rồi đâu có lo cho con nữa, đằng này tôi lo không có ai nữa. Dạ. Rồi mẹ có hay về thăm Lệ không? Dạ không luôn, có Tết về được lần. Năm về được lần. Có chồng rồi đó, có về hoài được cô ơi. Dạ. Ừ. Bình thường em có hay gọi điện thoại hỏi thăm bà mẹ không? Dạ có. Mẹ cũng đang thất nghiệp ở ngoài, chưa có tiền làm nó mấy tháng mấy rồi chưa gửi tiền về. À, vậy là mẹ ở ngoài thì cũng đang không có việc làm cho nên là cuộc sống khá là bấp bênh luôn. Dạ. Không có gửi tiền về để mà lo cho em cũng như là lo cho gia đình được. Nói nghe nó nói hoài, nó hiệp mấy cô dưới cho tiền kia đó. Dạ. Có thầy kia thôi chứ đâu có mẹ đâu có cho, nó đâu có tiền. Dạ. Rồi ở nhà thì bà cũng bệnh, không biết là em có giúp đỡ bà làm những cái việc gì ở nhà không Lệ? Dạ có, con nấu nước, nấu cơm, làm được thì con làm, vừa sức con làm được chứ mấy việc làm đồ ăn đồ con làm không được, bơm ngoại làm giùm. À, những cái việc giống như là nấu nướng thì chỉ có thể là bắt nồi cơm lên để đó thôi. Dạ, nói cho con giúp bà ngoại được gì thì con giúp, con không có giúp mấy cái việc mà nấu nướng thôi chứ. Nói chung là em còn nhỏ tuổi nhưng mà em suy nghĩ được như vậy thì rất là tốt rồi. Dạ. Còn biết đỡ đần yêu thương bà, rồi giúp đỡ bà rất là nhiều việc nữa. Dạ. À, không biết là dạo này cái việc học tập của Lệ là nó có tốt không? Dạ được. Dạ cũng được. Cũng được. Dạ. À, em có thể nói lại cho mọi người cùng biết là năm nay em học lớp mấy không Lệ? Dạ năm nay học lớp 7. Lớp 7. Mỗi một ngày thì em đi học bao nhiêu buổi? Dạ là học một tuần luôn với buổi học trái buổi là học được bữa thứ hai với bữa thứ sáu buổi chiều. Vậy là học buổi chính là học buổi sáng. Dạ. À, vậy là thứ hai với lại thứ sáu là mình học buổi chiều là trái buổi học thể dục. Dạ. À, còn tất cả các ngày còn lại thì không có học. Dạ. Rồi cũng có khi học. Cũng có khi học, dạ. Có khi tăng tiết hoặc là mình bổ túc thêm đúng không? Dạ. À, không biết là cái thành tích năm rồi thì lại học là được loại gì hả ta? Dạ được loại giỏi. Loại giỏi. Dạ. Rồi hiện tại là cái chương trình học của em là năm nay là đã thi học kỳ 2 hay là giữa học kỳ 2 gì chưa? Dạ đã thi giờ. Có chuẩn bị thi giữa... có chuẩn bị thi chưa? Dạ chuẩn bị thi giữa kỳ 2 hay gì đó. Chuẩn bị thi giữa kỳ 2. Rồi hôm giờ là em có kiểm tra hay là có ôn bài gì chưa? Dạ có kiểm tra 15 phút. Kiểm tra 15 dạ. phút.
Ngày bắt đầu giáo viên ở trên lớp đã ôn bài cho mình để mà chuẩn bị cho kỳ thi cho tuần em. Tuần này mới kiểm tra 15 phút, tuần sau ôn rồi tuần sau nó mới thi. Tuần sau nó mới thi. À, rồi nội dung ở trên lớp là em nắm hết không? Dạ cũng nắm chút chút thôi chứ chưa có hết. Chưa hết, vậy là nắm chút chút thôi. Còn đợi giáo viên ôn bài lại thì mới có thể nắm vững hơn ha. Dạ. Thầy cô ghi bản ghi vô dạy học cũng. À. Rồi hôm nay thì chị đến đây cũng rất là vui luôn khi mà được đại diện cho cái vị mạnh thường quân. Thì chú này thì cũng đã từng đến đây thăm em cũng như là thăm ông thăm bà rồi. Không biết là gia đình của mình có còn nhớ không ta? Nhớ. Dạ, thì cũng là cái sự giúp đỡ của mạnh thường quân đó là chú Ba Chích Lê. Thì chú thấy cái hoàn cảnh của em lại thì cũng rất là khó khăn luôn. Nhưng mà chăm ngoan nè, học giỏi nè, rồi biết đỡ đần cho ông bà nữa cho nên là rất là thương. Rồi có gửi về một cái số tiền. Cái số tiền này thì chú căn dặn là để lo vào cái việc là học tập cho bé bà. Dạ, thì ở đây con cũng xin phép là gửi cho bé cũng như là gửi cho bà nha. Thì bà nhận rồi xong rồi bà lo cho bé nha. Dạ, bà mở ra giùm con ạ. Dạ, bao nhiêu vậy bà hả? 2 triệu. Dạ. Tôi xin thay mặt cháu tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân và những cô chú đây luôn thật. Tôi cũng cảm ơn và chúc cho Mạnh Thường Quân nhiều màn ăn cho phát đạt để mà tiếp tế cho những cái hộ nghèo khác, những cái đứa bé mồ côi khác. Dạ. Dạ. Tôi cũng cảm ơn hết. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Dạ. Con cũng cảm ơn chú giúp đỡ con trong học tập với gia đình con. Con cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe với làm ăn phát đạt để giúp mấy cái người nghèo khác khó khăn hơn em đó. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới em sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để mà mình học tập thật là giỏi nè. Và sau này thì sẽ có được một cái công việc ổn định để mà lo lại cho ông bà, không có phụ công ông bà tới yêu thương và chăm sóc cho em nha. Nữa đó con làm có tiền đưa bà ngoại hết. Rồi có ước mơ là sau này mình sẽ làm nghề gì không? Dạ chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? Yeah. Tại vì theo như chị biết thì hiện tại ở cấp 2 là đã định hướng nghề nghiệp rồi. Cho nên là em cũng suy nghĩ xem là mình học giỏi về môn gì nè. Xong rồi là mình thiên về mình thích cái gì để mà mình lựa chọn ngành học cho sau này mình sẽ hướng tới tương lai xa hơn ha. Chị để nữa chạy. Dạ. Cũng đại diện cho gia đình của bé Mỹ Lệ và cũng như là nhóm thông nữ miền Tây cũng kính chúc cho gia đình của chú Ba Chích Lê sẽ được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống mà. Còn bây giờ thì cho tụi con chào chú, chào các bạn nha.